Thưa quý vị, trong cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của 63 tỉnh thành cả nước vào hôm qua, 27 tháng 5, lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo đã khẳng định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 vẫn diễn ra theo kế hoạch, tức là trong 2 ngày 7 và 8 tháng 7. Các địa phương tùy theo tình hình thực tế mà tổ chức kỳ thi đảm bảo mục tiêu kép, vừa nghiêm túc đánh giá đúng chất lượng chương trình, vừa an toàn phòng dịch COVID-19. Bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020-2021, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 13.200 thí sinh và gần 1.500 cán bộ giáo viên coi thi. Vậy ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chuẩn bị như thế nào cho kỳ thi quan trọng này? Phóng viên thời sự có cuộc phỏng vấn bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bà, cho đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã được ngành giáo dục đào tạo tỉnh triển khai như thế nào rồi thưa bà? Chúng tôi có tham mưu ban hành cái phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết cho từng thành viên trong ban chỉ đạo để làm sao cái khâu phối kết hợp được đưa lên một cái kế hoạch cụ thể rõ ràng để có thể tổ chức tốt cái kỳ thi. Chúng tôi đã có cái sự phối kết hợp với lại công an y tế trong cái việc cử các cái thành viên tham gia vào các cái khâu của các kỳ thi. Thưa bà, để kỳ thi đạt được cái mục tiêu kép theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục là vừa đảm bảo công bằng, an toàn cho kỳ thi mà cũng vừa đảm bảo cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Thế thì ngành đã có những cái phương án trong công tác tổ chức cũng như là công tác chuẩn bị như thế nào thưa bà? Chúng tôi cũng đã rà soát hết các cái điều kiện về cơ sở vật chất theo quy chế của Bộ để đảm bảo cho kỳ thi được nghiêm túc và diễn ra, có sự thanh tra giám sát và hỗ trợ của các cái hệ thống giám sát. Thì chúng tôi rà soát các cái khâu về camera để đảm bảo việc cái giám sát các cái bài thi, đề thi được lưu trữ tại các cái điểm thi. Thì chúng tôi cũng đã rà soát và các cái khâu để chuẩn bị cho cái việc sau in đề. Thì ở cái điểm mới mà để cho việc phòng chống dịch và đảm bảo sự nghiêm túc của cái sau in đề thì năm nay chúng tôi có đề xuất với Ủy ban nhân tỉnh là cho phép là test nhanh cái đội ngũ vào sau in đề để trước khi vào sau in đề thì được test để kiểm tra sức khỏe về COVID để yên tâm mà khi mà vào sau in đề thì đội ngũ chúng ta bước đầu đã là âm tính với lại SARS-CoV. Thời gian đến ngày thi không còn nhiều. Bà có khuyến cáo như thế nào đối với các bậc phụ huynh và các em học sinh ạ? Việc đầu tiên nhất là chúng ta phải an toàn được với lại phòng chống dịch. Cho nên là an toàn thì đề nghị phụ huynh học sinh cũng như là toàn thể đội ngũ của ngành giáo dục là để phục vụ tốt cho kỳ thi thì chúng ta không ra ngoài tỉnh trong cái thời gian chuẩn bị cho các em bước vào kỳ thi, hạn chế tiếp xúc với lại người ngoài tỉnh vào. Để làm sao cố gắng chúng ta có được một cái môi trường an toàn giúp cho học sinh của mình có thể tự tin, thoải mái bước vào kỳ thi trong cái sự kiểm soát được dịch. Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà bà vừa chia sẻ.